Các bạn đang xem kênh đồ chơi robot. Phần 1, bộ sưu tập đồ chơi. Các bạn cùng xem bộ sưu tập đồ chơi phong phú này của mình nhé. Phần 2, Lego đánh cắp kim cương. Bla bla bla. Yes sir. Câu chuyện xảy ra ở một khu rừng nọ, nghe là thấy có điểm rồi đúng không? Lũ Lego xương trắng đang cất giấu kim cương chúng đánh cắp được ở trong hang động. Bla bla bla. Định bụng là đi ăn một lát rồi quay lại lấy. Theo định luật bảo toàn tiền bạc thì tiền không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển từ tay người này sang tay người khác. Thầy giáo Lỗi Lạc cũng từng nói nếu trông thấy cọc tiền 20 triệu rơi ở ngoài đường thì chỉ còn lại cái nịch. Mấy anh chàng Lego đến cái nịch cũng không để lại cho lũ xương trắng. Anh Quân bằng sạch đống kim cương lên xe và trở về nhà. Khi lũ xương trắng biết mình bị mất hết kim cương, hắn như chết đứng. Trong cái khó thì nó cái khe. Mấy tên này đã đuổi theo và chặn đầu Lego. Với một niềm tin mãnh liệt là thà cố gắng đến phút cuối còn hơn giận thua ngay từ đầu. Lũ xương trắng đã cố giãy giụa để lấy lại số tiền, nhưng mà tiền ra khỏi túi biết đâu mà đòi. Tóm lại là tiền bị robot lấy đi rồi không tìm lại được đâu. Phần 3, biết đội giải cứu ô tô. Đi chơi thôi bạn ơi. Piu piu. Hai anh chàng Lego đang ngơ ngác khi thấy mấy cái cột bỗng nhiên lăn ra ngoài. Hai người lập tức đuổi theo. Chiếc
cục lăn tới một gara ô tô, một loại ô tô siêu ngầu rời khỏi gara. Yellow. Blue. Green. Red. Bốn chiếc ô tô chạy tới trước mặt hai người và gọi mama. Hai người bị dọa cong đuôi chạy. Bốn chiếc xe đuổi theo nhưng không may bị kẹp vào bãi sinh. Ô tô cần cố đi tìm hai anh chàng và nhờ giải cứu. Với tinh thần trượng nghĩa, hai người đã quay lại và kéo ô tô ra khỏi sừng lầy. Phần 4, cỗ máy biến hình robot. Công việc chủ yếu của hai anh chàng Lego là kiểm lâm. Hôm nay cả hai cùng đi tới cho khủng long ăn cơm. Nào ngờ tên Lego mặt rắn lại vài mưu tính kế bắt trộm trứng và khủng long đi mất. Hai người lập tức đuổi theo tên lâm tặc. Hai anh Lego điều khiển robot chiến đấu với lũ lâm tặc. Yeah.
Những chú khủng long thấy robot rơi vào thế yếu, lập tức tập hợp lại đi cứu khủng long và quật ngã tên cầm đầu kia. Kết quả là tên cầm đầu bị thùng vào họng bát cháo hành, còn khủng long thì được giải cứu thành công.